Trước lúc tự tử thì Julie vẫn vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, không ai có thể ngờ rằng đó là những hình ảnh cuối cùng của cô. Hôm nay, 14 tháng 10, là đúng một năm ngày nữ idol quá cổ Julie rời xa trần thế. Một năm đã trôi qua, mọi chuyện chỉ mới như hôm qua, vẫn không ai có thể cầm lòng trước cái chết của đóa hoa tuyết lê xinh đẹp nhất. Cô lựa chọn ra đi sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm, cùng với hàng loạt những bình luận ác ý Hưởng Dương 25 tuổi. Dân mạng cũng đào lại hàng loạt những ảnh chụp vào thời điểm ngay trước khi Ruli qua đời. Cụ thể những bức ảnh được fan chụp lại vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, trong lúc nữ idol đang chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hàng. Những bức ảnh hậu trường được chụp vùi, dù không rõ nét, nhưng cũng đủ để thấy rằng Sully không hề có dấu hiệu của ý định từ từ. Cô vẫn tươi cười rạng rỡ, tạo dáng chuyên nghiệp, biểu cảm thành thái cuốn hút trước ống kính Ấy vậy mà chỉ chưa đầy một ngày sau, Sully đã rời xa thế gian này vĩnh viễn.